Vâng, em Kim thân mến chào toàn thể cô chú anh chị đang xem kênh Kim Buôn Cơ Giới VN nha. Thì tối ngày hôm qua là em Kim vừa mới rút công xong nè ha. Vừa mới rút công xong được mấy chiếc xe lớn và vài chiếc xe nhỏ nữa nha. Mini nó đã về nữa. Thì cái em này là được một vị khách hàng ở Tây Ninh chốt qua online vào tối ngày hôm qua luôn rồi. Trong quá trình mà rút công thì anh có liên hệ để mà mình xem trực tiếp, thì anh kết cái em Kubota U40 này thì đã chốt rồi, thì tiện thể em quay cho khách hàng xem tham khảo. Với lại gửi đến anh trai là cái mặt hàng mình chưa có bảo dưỡng thì nó sẽ như thế này, và sau khi bảo dưỡng theo cái nhu cầu của anh trai và cái sự tư vấn của em Kim thì khi mà bàn giao thì em nó sẽ đẹp hơn ha. Thì lúc mà rút công về thì cái cabin ở trên đó quý khách hàng, cái mái che đó thì sẽ được tháo xuống nha, tại vì mình đóng rất là chặt hàng cho nên là mình sẽ tháo xuống để mà mình có thể chắc được nhiều hàng hơn đó quý khách hàng. Đó thì cái này em chưa gắn, nói chung là cái này chưa có gắn thôi ha. Xe thì nó có đường bố nguyên bản và hệ thống tháo lắp nhanh thì có đầy đủ, còn về dàn chân thì em sẵn em quay luôn, tại vì tối ngày hôm qua là nó tối thui à, nó không có thấy được rõ đấy. Mình quay ở đây để cho anh chị quý khách hàng mình có tiện thể tham khảo luôn ha. Đây là bánh răng mập u, nước sơn còn rất là đẹp. Đùi thì là sử dụng đùi nhông luôn ha, đùi nhông. Còn riêng về cái hộp sắt nè, hộp chân của nó là không có bị rỗ hay là chấp phá gì, hao mòn gì hết á, nó rất là đẹp luôn. Đó thì được em Kim tư vấn thì cũng sẽ bảo dưỡng bằng cách là mình sơn lại luôn, là vì anh trai nó cũng đã xem rồi thì bây giờ là mình sơn lại ha. Mình quay như thế này thì nó cũng khá là chi tiết. Rồi về cái phần máy á, thì máy móc thì nó cũng khá là ok nè, rất là đẹp luôn ha. Đấy, máy thì nó cũng khá là ok thì cho nên là em Kim sẽ tháo lớp bê nước nè. Rồi mình thay nhớt máy, thay lọc lượt. Đây bơm, phần bơm của nó ha, phần bơm em quay chi tiết cho khách hàng xem nè. Đấy, rồi đây là em đang cho nhân viên mình chuẩn bị mà tiến hành bảo dưỡng ha, tiến hành bảo dưỡng ngay luôn ha, ngay lập tức, để cho anh trai có cái xe về mình làm trước Tết để mà nó ngon hơn nha. Sẵn tháo két nước ra xúc luôn không? Đấy, rồi em cũng xin phép anh trai là cho em tháo cái két nước ra để đi xúc nha anh trai, tại vì đa số 10 chiếc về như một nha anh. Về thì anh xài 1-2 tháng đầu thì nó không sao, nhưng mình xài nhiều hơn nữa thì nó sẽ bị mịt đó. Thì lúc đó cái người tháo két nước ra là chính là anh, thì nó sẽ mất cái thời gian trong cái quá trình mà mình bảo dưỡng xe đó, nó mất nhiều thời gian lắm, cho nên là thôi ở đây đang có điều kiện thôi em làm luôn cho anh nha. Rồi đây là công tắc đây, bộ chi bộ khiển đây, 3 trong 1 là em nó ha. Thì sẵn tiện là mình quay cho khách hàng đây để mà khách hàng có thể theo dõi từng cái lịch trình mà em Kim bảo dưỡng máy cho khách, cũng như là chốt qua online thì nó sẽ như thế nào. Đó thì cũng giống như anh trai Kim mua hàng cũng không có đến đây xem được xe, thì cũng như khách hàng đang xem những video như thế này thôi đó. Nhưng mà khi mà bảo dưỡng xong rồi thì hình thể của em nó sẽ đẹp trai lên hẳn nha. Cho nên là đây là mình quay lại để cho khách hàng tiện tham khảo đó. Còn anh chị nào đang có nhu cầu về những cái em máy đào mini từ 01 cho đến 1 khối 6, 2 khối thì vui lòng liên hệ cho em Kim vào cái số 0966 340 640 để em Kim tư vấn cụ thể hơn nha. Rồi anh trai ơi, hiện tại là mình tiến hành bảo dưỡng rồi, anh yên tâm nhé. Vài ngày tới thì em bảo dưỡng xong á, thì em sẽ kêu xe chở lên anh nha. Rồi em sẽ quay video trực tiếp và cho anh theo dõi hàng ngày cái quá trình bảo dưỡng của mình nha. Đấy, thì dàn chân thì hiện tại là dàn chân này chưa có sơn, bảo dưỡng máy móc đồ này kia hết rồi em mới bắt đầu sơn ha. Sơn dàn chân lại cho anh luôn, dàn chân cũng còn khá là đẹp nhưng mà mình sơn để bảo dưỡng dưỡng lên vết sơn bên ngoài. Phần mông máy này, đấy, nhập về thì thấy cái đít máy mà nó khô ráo như vậy là thấy cũng khá là ok nha. Đấy, rồi em Kim kết thúc video, cảm ơn quý khách hàng đã dành ít phút xem cái review của em Kim máy đã chốt qua online cho anh trai ở Tây Ninh nha. Rồi bây giờ là em Kim tiến hành bảo dưỡng ngay và luôn.